Thiết Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã trở lại với phần điểm tin trong ngày hôm nay là ngày Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2020. Mở đầu phần tin trong ngày thì người dân tại Việt Nam đang khổ vì dịch và cả với khẩu trang y tế vì phải châu trực nhiều giờ từ sáng sớm để mua mà đành phải về tay không vì không mua được. Tờ báo VN Express cho biết rằng có những người còn phải thức dậy sớm hơn nữa từ khoảng 2 giờ sáng để có thể đi mua khẩu trang chống dịch Covid-19 Tờ báo Thanh Niên đã đưa nhiều hình ảnh và cả video clip về cả hàng ngàn người chen chúc nhau trước một cửa hàng bán thuốc Tây ở Sài Gòn vào sáng sớm cùng ngày, kéo dài cả một quãng đường. Không riêng gì người ở Sài Gòn mà cả người ở Long An cũng chạy xe máy về mua chứng tỏ nỗi lo âu dịch bệnh lan truyền không biết đến bao giờ đang làm khổ toàn xã hội. Tại chợ sĩ thuốc Tây lớn nhất Sài Gòn trên đường Nguyễn Giảng Thanh, quận 10 chỉ phát ra 1.000 phiếu nên nhiều người đứng bên ngoài, chen lấn chật vật khiến tình trạng giao thông hỗn loạn. Để tránh tình trạng tăng giá bán khẩu trang y tế vô tội vạ, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh phạt tiền và đóng cửa tiệm thuốc nào bán quá giá. Tin tức về các vụ phạt ở các cơ sở bán quá giá khẩu trang và thuốc rửa tay sát khuẩn được thấy đưa nhiều trên tờ báo tại Việt Nam. Số lượng khẩu trang y tế sản xuất tại Việt Nam đã không theo kịp nhu cầu. Thêm nữa thì vật liệu vải lọc kháng khuẩn, phần lớn là phải nhập cản từ Trung Quốc, mà nguồn cung cấp nguyên liệu này cũng đang cấm xuất khẩu cả sản phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất khẩu trang. Một số nhà doanh nghiệp đã phải tìm nguồn hàng từ Ấn Độ, nhưng cũng đang gặp phải khó khăn trong giao dịch và giá cũng tăng rất mạnh, lên mức từ 10 cho tới 12 đô la mỗi ký. Trong khi đó thì người dân phải mua khẩu trang không có. Thì tờ tuổi trẻ vào ngày 11 tháng 2 cho hay, dựa trên thông tin từ hải quan của Tân Sơn Nhất, thì chỉ trong một tuần mà hơn 36 tấn khẩu trang đã được xuất qua các cửa khẩu quốc tế của Tân Sơn Nhất. Trong đó thì hầu hết khẩu trang được xuất qua cho Trung Quốc, số còn lại thì vào Singapore và Malaysia. Bên cạnh đó, thì báo Tuổi Trẻ cũng dẫn tin từ Nhật báo Nations Thái Lan cho biết rằng Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã đưa 21 thuyền viên Việt Nam thuộc đội 4 tàu tìm hải xâm đến tỉnh Song để cách ly xét nghiệm COVID-19. Các bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ thuyền viên sau khi có báo cáo có người Việt tới Trung Quốc trong thời gian bùng phát COVID-19. Tính đến nay, thì Thái Lan có khoảng 33 ca nhiễm COVID-19 và chưa có ca tử vong nào. Hiện tại, thì Trung Quốc thì có thêm 142 trường hợp tử vong và 2.009 ca bệnh mới đây do lây nhiễm COVID-19. Những nơi có nhiều bệnh nhân nhất ở ngoài bên ngoài Trung Quốc được xếp theo thứ tự là Nhật, Singapore và đến Hồng Kông. Và đến nay thì ở Nhật và Hồng Kông, mỗi nơi có một người chết vì COVID-19. Bên cạnh đó, thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Quảng Châu quyết định sẽ tiêu hủy tiền thu được từ những nơi dễ bị phơi nhiễm virus corona mới. Tờ South China Morning Post đã biết rằng ngân hàng sẽ tiêu hủy tất cả tiền giấy thu được tại các bệnh viện, các khu chợ bán thịt cá, nông sản và xe bus nhằm đảm bảo an toàn giao dịch tiền tệ giữa nguy cơ lây lan COVID-19. Các ngân hàng thương mại tại tỉnh nên để riêng tiền giao dịch với các lĩnh vực này khử trùng và cả nộp lại cho ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Hiện tại thì ngân hàng cho lưu hành 600 tỷ nhân dân tiền tệ mới kể từ ngày 17 tháng Giêng, trong đó có 4 tỷ tại thành phố Vũ Hán trước Tết Nguyên Đán. Chuyển sang phần tin địa phương ở Mỹ, thì tin của hãng thông tấn AFP cho biết rằng một vụ xả súng tại một hộp đêm có tên là Majestic Lounge and Bar ở tiểu bang Connecticut đã khiến ít nhất là một người chết và bốn người bị thương. Có 9 người bị bắn và một trong số đó là người đàn ông 28 tuổi đã tử vong. Hiện tại thì danh tính của tay súng này vẫn chưa được tiết lộ và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Và vừa rồi cũng là phần điểm tin của ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.